tới khăn đó tao.
là để làm cái đầu nó cho nó không có chạy nữa nè. Sáu dòng đây nè, một hai ba bốn năm sáu, sáu lần bên đây cũng vậy, sáu dòng một hai ba bốn năm sáu rồi mình rút ra rồi. Dài hay ngắn thì mình lấy cái chỉnh, nếu muốn dài mình đo về dài của thuốc, còn nếu mà muốn ngắn mình quấn thì quấn ngắn, mình đo từ cái chỉnh này ngang bằng cái gói thuốc góp lại làm dấu. Vừa đây à, lúc cứng quá nó kéo không có tụt ra được ha, đây là bóp mình kéo ngược ra đó, còn để đó mình cầm mình kéo cứng ra đó, để hồi nó mình xíu mình rút ra nó mới vô này.
với cái ngành lưỡi là được. Mình cứ đánh vô 4 thôi, mình tóm 4 thôi anh em. Anh em nào tóm 6, tóm 8 gì cũng tương tự như vậy. Ok, tới giờ đâu này. Mình xiết cái này nó sát lại, là nó cái chân này nó cứng lại, còn hai chiếc đũa, rồi móc lên cái, okay. Rút mạnh lên luôn. Cắt mấy cái đầu này đi.